Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel Thị Vợ Audio. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và cũng như là chia sẻ tới mọi người một cái dòng sản phẩm mới và các cái tính năng được tích hợp trên nó như thế nào và cũng như về chất âm mọi người ha. Nhắc tới dòng sản phẩm mới thì không phải đâu mọi người, thì dòng sản phẩm này cũng ra mắt ở thị trường Việt Nam cũng được một thời gian rồi. Thì hiện tại thì cũng đang ít người biết tới và chúng ta cũng đang ít người đã trải nghiệm dòng sản phẩm này. Chúng ta thường thấy là một khi thiên vụ đã review một cái gì rồi á thì bên mình cũng đã kiểm tra test rất là kỹ rồi. Anh em này kia súng lại với nhau test hát thử nguyêu ngoao đều đủ kiểu rồi, thì khi đó mới xác định là review để mà giới thiệu tới mọi người, chứ không phải là cứ thấy sản phẩm nào có lợi nhuận rồi mang về bán là xong rồi mọi người ha. Nên là mọi người yên tâm với vấn đề đó. Và hôm nay thì mình sẽ tổng quan qua các cái tính năng được tích hợp trên dòng âm đi này và cũng như là cái chất âm, quan trọng nhất là cốt lõi đó chính là cái vấn đề chất âm nó như thế nào. Còn các cái tính năng này kia rồi là thiết kế thì chúng ta có thể là gác một bên, đó là một phần nhỏ ra mọi người, quan trọng là chất âm mọi người ha. Thì mình sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, thì mời mọi người chúng ta theo dõi clip ha. Thì trước mặt mọi người đây là một cái dòng sản phẩm mà mình muốn giới thiệu tới mọi người. Thì đây là một thương hiệu tới từ Baramax, đây là một thương hiệu tới từ Việt Nam. Mã của nó là ZA450 DSB Karaoke Amplify. Thì đây là một chiếc âm ly All-in-One tích hợp 3 trong 1, đó là micro, vang số và công suất. Thì đối với chiếc âm ly này thì nó sẽ phù hợp như thế nào trong cái vấn đề sử dụng của chúng ta, nhu cầu chúng ta, thì mời mọi người chúng ta cùng theo dõi clip. Thì như khi chúng ta nhìn vào cái phần mặt trước thì âm ly được thiết kế mặt nhôm đúc nhìn khá là liền lạc và rất là dày, rất là cứng mọi người ha. Đó, ngoài ra được thì được phủ một lớp bạc, đó tạo thêm cái độ cho thêm ra cái độ nhám và tăng thêm cái độ thẩm mỹ cho âm ly. Đối với chiếc âm ly này thì chúng ta đặt ở những căn phòng khách hoặc những cái kệ này kia thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất là sang. Mình có cảm giác như là nó như là một chiếc âm ly chuyên sử dụng cho hi-fi nghe nhạc mọi người. Nó nhìn rất là sang. Đấy. Đối với cái mặt phụ bạc này thì nó sẽ không có bị bám vân tay. Mình có rờ vào thì chúng ta thấy nó không bị bám vân tay như những dòng âm ly mà được sử dụng mặt bóng đó mọi người ha. Đó. Có bám nhưng mà nó hết liền. Đó, chúng ta không thấy được cái vân tay đâu mọi người. Ngoài ra thì được tích hợp mà 3 nút vặn, đó là Music, Mix và Effect. Đấy, mình sẽ thử vặn xem là độ mượt mà của nó như thế nào mọi người ha. Mình sẽ tự mình cảm nhận. Đó, mình vặn thì nó kêu cách nghe cũng rất khá là khá là thú vị mọi người. Và cái nút vặn mọi người, Baramax nó họ làm cái nút vặn rất là ok mọi người nhá. Rất là bền và vặn cảm giác cho cảm giác rất là mượt mà. Đấy, mọi người thấy không? Rất là mượt mà. Đó. Ngoài ra nữa thì cũng được tích hợp thêm một chiếc màn hình cảm ứng đâu đó là khoảng tầm 5 inch mọi người, cũng khá là mượt này. Đó, chúng ta muốn để mà biểu thị các cái thông số lớn nhỏ của Music, Micro và Effect và các cái ngõ in out này kia. Đấy, khi chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta bấm vào Music, chúng ta có thể tăng lớn nhỏ ở đây hoặc chúng ta có thể là vặn tay ở đây tùy biến theo chúng ta sử dụng. Rồi Micro, nói chung là màn hình rất là mượt mọi người ha, mình thích mình bấm này. Đó, nó qua liền, đó tăng này, đấy, rồi cũng có là in out này kia cũng được tích hợp vào ngoài màn hình để chúng ta có thể lựa chọn các cái ngõ in, rồi chuyển đổi mode này kia, các cái file setup mọi người, đó rất là thuận tiện. Thì ngoài ra thì đối với dòng này thì cái ngõ để mà cắm để setup cái máy tính mọi người thì làm ở phía trước và ngõ USB để cắm USB để chúng ta mở nghe nhạc MP3 này kia thì cũng được thiết kế ở phía trước như thế này. Rồi đây là cái mắt để chúng ta sử dụng remote để chúng ta điều khiển từ xa mọi người ha. Đánh giá tổng quan thì mặt phía trước của dòng âm ly này mình đánh giá khá là ok. Nó rất là liền lạc về khâu hoàn thiện. Đó, cảm giác rờ rất là mượt tay mọi người. Nó không có bị nhám xù xì làm cho chúng ta cảm giác khi rờ vô nó khó chịu đâu. Mà nó rất là mượt, cảm giác khâu hoàn thiện khá là ok đó mọi người ha. Ok, thì đây là cái phần mặt sau của âm ly được thiết kế. Không biết mọi người chúng ta nhìn vào chúng ta đoán được cái này có gì khác biệt không ta? Thực chất thì khi mình nhìn vào cái âm ly này á, mình thấy có gì khác biệt đó chính là cái hàng đằng trước đây mọi người này. Những cái âm ly thông thường á, thì rất ít âm ly được tích hợp các cái ngõ in out bằng HDMI.
Như âm ly này thì được anh Baramac anh thiết kế thêm cái phần ngõ in HDMI rất là thuận tiện, giúp chúng ta ví dụ như chúng ta đang sử dụng một cái box TV Android này kia thì chúng ta có thể cắm trực tiếp in HDMI vào đây và out bằng đường ARC này đi lên TV. Chúng ta vừa lấy hình ảnh và vừa lấy âm thanh luôn, thay vì chúng ta phải cắm vào các ngõ kết nối ví dụ như DVD hoặc là VOD hoặc là optical hoặc là các cái ngõ khác thì chúng ta sẽ lấy trực tiếp tín hiệu âm thanh qua ngõ HDMI luôn. Đấy, cho ra một âm thanh cũng khá là ok. Đó. Ngoài ra nữa thì được trang bị thêm hai ngõ analog và một ngõ optical để lấy cái nguồn tín hiệu âm thanh digital. Dòng analog thì có là ngõ VOD, DVD và ngõ digital thì có ngõ optical. Và trang bị hai đường mic in mọi người ha. Đúng, cũng có volume gain lớn nhỏ đầu vào. Đó. Còn out thì sẽ có là hai đường để chúng ta out ra sub rồi out ra một loa center. Đó. Rồi cũng có một có hai đường left right của Red để dành cho chúng ta muốn là thu âm live stream này kia. Đấy, rất là ok. Cái này thì chúng ta muốn sử dụng cho vấn đề live stream thu âm thì chúng ta có thể cắm trực tiếp vào đây và kết nối ra một thiết bị ví dụ như điện thoại hoặc iPad hoặc máy tính để chúng ta lấy nguồn âm thanh gốc của âm ly đưa ra, nó sẽ cho ra âm thanh trong trẻo và sạch sẽ hơn thay vì chúng ta sử dụng micro trực tiếp ở trên mic ở trên điện thoại mọi người ha. Thì cái ngõ này rất là hữu ích cho những anh nào thích thu âm live stream này kia. Đó. Rồi, thì đây là hai chiếc anten được sử dụng cho micro. Thì lúc nãy mình đã có nói đây là dòng âm ly 3 trong 1. Cho nên là chúng thấy vào đây là chúng ta thấy được rằng là hai anten sử dụng cho micro và một anten sử dụng cho Bluetooth. Hôm nay mình quên nói, cái này thì có cả Bluetooth rồi mọi người ha. Chúng ta muốn kết nối nhanh bằng điện thoại để lấy nguồn nhạc thì chúng ta có thể kết nối Bluetooth. Đó. Thì đối với cái sóng micro của dòng âm ly này á, được thiết kế á, thì sóng khá là ổn định mọi người. Mình đã có test rồi, mình đi xa đâu đó là tầm 5-7 mét này kia mình thấy rất là ổn, nó không có bị khựng sóng, bị mất sóng đâu hoặc bị sôi sẹt như một số dòng tích hợp khác đâu mọi người. Nói chung là Baramac một khi họ đã thiết kế, họ đã sản xuất ra một cái gì rồi đó thì mình thấy cũng khá là ổn đó mọi người. Tầm giá thành này kia nó cũng rất là rẻ, không có phải đắt mà chất âm nó cho ra cũng rất là ok. Rồi đây là hai ngõ out của âm ly. Đây là ngõ out công suất mọi người ha. Thì cũng chúng ta nhìn vào đây thì nó cũng thông thường như các dòng âm ly khác thôi. Thì cũng có out left right. Đó. Âm dương như các âm ly khác thông thường thôi. Thì ngõ cắm nguồn 3 chấu như các âm ly khác. Rồi. Nói chung là cái mà mình đánh giá về tính năng mà mình thấy ok nhất đó là về vấn đề là có thêm 4 đường HDMI này và Bluetooth. Còn thiết kế nhiều, lắp đặt nhiều rồi nhồi nhét vào đây nhiều thì là ok đó. Nhưng quan trọng nhất cái mà cái chúng ta chốt hạ lại ấy, cái kết quả đó là chất âm mọi người ạ. Thì có rất là nhiều cái dòng sản phẩm cũng được là tích hợp, có những dòng sản phẩm tích hợp lên tới là 5-6 ngõ HDMI. Đấy, rồi là có rất là nhiều ngõ in out này kia. Nhưng mà chất âm của nó thì cũng khá là tệ. Cho nên là tính năng nhiều, công dụng nhiều là một phần, nhưng mà cái chất âm là cái quan trọng nhất, bởi vì nó là chúng ta mua về để chúng ta xử lý tín hiệu âm thanh mà, cho nên là đòi hỏi là nó phải xử lý âm thanh tốt cái đã. Được các cái tính năng cộng với các tính năng này kia thì chúng ta mới có thể đánh giá được hoàn toàn một thiết bị mọi người ha. Ok, thì tiếp đến là phần thông số kỹ thuật thì chúng ta cùng lướt qua xem một chút để xem là đối với chiếc âm ly này thì nó sẽ phù hợp đánh cho những dòng loa như thế nào mọi người ha. Dòng này thì được trang bị mạch khuếch đại là Class AB thì nó cái tỷ lệ mà méo chéo nó sẽ ít hơn so với các cái mạch Class khác. Cho nên là nó cho ra một cái tín hiệu âm thanh rõ nét và giảm đi cái tỷ lệ méo về cái vấn đề chất lượng âm thanh. Rồi về công suất thì nó đạt đâu đó là 500W trên một channel, đánh với trợ kháng là 8 ohm. Rồi các cái tone được tích hợp thì mình sẽ xem qua một chút của thông số của nhà hãng. Rồi lát nữa chúng ta sẽ vào phần mềm chúng ta xem thực tế. Về phần equalizer của Music mọi người thì có là 7 band equalizer. Về vấn đề micro giọng hát thì được trang bị là 7 band equalizer. Rồi về hiệu ứng effect reverb là 3 band. Rồi điều chỉnh các ngõ ra center cũng là 3 band EQ. Và điều chỉnh ngõ ra của sub cũng là 3 band EQ. Thì bây giờ thì mình sẽ vào phần mềm mình xem là có đúng như nhà hàng đã
mô tả đây không mọi người ha. Thì đối với công suất như nhà hàng cho đó thì dòng Omni này thì chúng ta sẽ phù hợp cho những dòng loa 2 tấc rưỡi cho đến tới là 3 tấc. Còn những dòng loa 4 tấc thì với công suất đâu đó là khoảng tầm 400 hoặc 3 từ 350 tới 400W thì chúng ta có thể sử dụng dòng Omni này để chúng ta đánh cho những cái cặp loa 4 tấc ok. Còn tối ưu nhất thì vẫn là dòng loa 3 tấc, công suất đâu đó khoảng từ 300 đến 350 thì nó sẽ là tối ưu nhất mọi người ha. Còn trường hợp chúng ta đang có 4 tấc mà công suất đâu đó là tầm 400W thì nó cũng đáp ứng được ở mức độ gọi là tương đối. Rồi, đây là cái giao diện của cái phần mềm setup. Thì đầu tiên là mục music thì xem nào, 1 2 3 4 5 6 7 band equalizer mọi người ha. Thì được về cái số lượng band equalizer thì nó có vẻ như là khiêm tốn hơn một chút so với các cái dòng vang số chuyên dụng. Ở những dòng vang số chuyên dụng thì có thể nó đạt lên tới là 16 band gì đó, nói chung nó nhiều hơn gấp đôi. Đó, phần này thì nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ ít band hơn, cho nên là để mà chi tiết thì nó sẽ không đáp ứng được như những cái dòng vang số chuyên dụng. Nhưng mà quan trọng nhất là cái sao tiếng. Thì con này như mình xem qua thì chip xử lý tín hiệu âm thanh của nó đâu đạt lên tới là 24 bit đó mọi người, nói chung là cũng khá là ok đó mọi người. Thì lát nữa mình sẽ test thử xem là cái âm nó sẽ như thế nào. Rồi về phần cân chỉnh micro thì cũng được tích hợp là 7 band equalizer. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 đó, cũng như trên cái tham số mình nhà hàng có mô tả. Rồi band effect thì cũng được tích hợp là 3 band equalizer có reverb và echo mọi người ha. Đó. Rồi chúng ta có thể cắt low pass filter của reverb và cắt low pass filter của echo này kia được luôn. Và tiếp đến là phần center thì cũng được tích hợp là 3 equalizer. Đó, 3 band. Và sub cũng vậy, được tích hợp là 3 band equalizer và có low pass filter và 2 pass filter. Đấy, thì cũng như các cái dòng vang số thông dụng khác. Nói chung là mình cũng đã có test qua rồi. Chất âm và cái sao tiếng cho ra cũng khá là ổn. Tiếng reverb effect của nó rất là mượt và khá là hay đó mọi người ha. Thì lát nữa mình sẽ test để mọi người chúng ta cùng nghe và cùng trải nghiệm thử. Từ đây cái này thì được trang bị đến tới là 8 mod để cho chúng ta lưu mọi người ha. Ví dụ như thứ nhất thì chúng ta có thể lưu là chuyên cho nghe nhạc, rồi mod thứ hai chúng ta có thể lưu cho karaoke, nói chung là tùy biến theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và đối với dòng này thì chúng ta sẽ setup rồi chúng ta sẽ lưu tự, nó sẽ lưu tự động mọi người ha. Chúng ta ví dụ như mình sẽ kéo một cần xuống này, đó nó sẽ tự động lưu rồi, chúng ta không cần phải bấm sell đó, mà ba cái mục này là ba mục sell và cái mục này là mục sell RBC. Chúng ta muốn lấy file RBC thì chúng ta bấm vào thì chúng ta lấy file chúng ta lưu vào máy tính của chúng ta ha. Chứ còn để mà file trong để mà lưu trong máy ấy, thì nó là tự động mọi người. Chúng ta kéo cần nào xuống thì nó sẽ tự động lưu luôn. Đó. Ví dụ như mình đang ở mod 2 đi. Bây giờ mình chuyển về mod 1. Đấy, mod 2. Nó sẽ còn giữ mọi người ha, nó không có mất đâu mọi người. Nói chung là lưu tự động. Chung là cũng khá là tiện lợi để tránh trường hợp mà chúng ta đang setup sẽ dở trường hợp bị mất điện đột ngột này kia, nó sẽ mất hết file, cho nên là cái này thì được nhà hàng tích hợp là lưu tự động. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình có tổng quan qua về phần thiết kế và cũng như là thông số kỹ thuật này kia. Thì bây giờ thì mình sẽ test chất âm. Cái quan trọng nhất ở đây là vấn đề là cái sao tiếng, cái âm thanh nó cho ra như thế nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Còn cái vấn đề là 16 cần equalizer hay là 10 cần equalizer thì điều đó nó chỉ là một phần nào đó thôi mọi người. Bởi vì có rất là nhiều cái vang số được tích hợp đến tới là 16 cần equalizer, nhưng mà cái sao cái bộ xử lý âm thanh của nó rất là tệ, cho nên thành ra là cái sao tiếng nó cho ra không có được ok, nó bị méo, nó cho một cảm giác rất là khó chịu đó. Còn đối với dòng này thì cái band equalizer của nó ít hơn so với những dòng vang số thông dụng khác. Nhưng mà mình có test qua thì thấy là cái âm nó khá là ổn, cái sao tiếng khá là ổn. Thì bây giờ mình sẽ test, mình và mọi người chúng ta cùng test thêm một lần nữa để xem là cái sao tiếng nó như thế nào. Và bóng mây, anh nhớ em của anh. Thời gian năm trước, anh đã chia lìa đôi đứa.
chung mình. Bồng lòng ơi, nơi kia trời lạnh lẽo, em biết không anh chờ mà em vẫn chưa về. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình đã có một hát và test thử một vài đoạn nhạc rồi. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Như quý vị là chúng ta thường theo dõi kênh Thiên Vũ á, thì cũng biết được rằng là tất cả mọi sản phẩm mỗi khi mà Thiên Vũ quyết định bán ra thị trường, giới thiệu cho mọi người á, thì Thiên Vũ cũng đã anh em tập trung lại, cũng đã test rất là kỹ. Mấy anh em ngồi hát nguêu ngoao luôn mọi người, set up rồi test qua ngày này qua ngày khác, rồi tìm những cái dòng loa nào để cho nó phù hợp về cái thông số, nó phù hợp với chiếc âm ly này, thì khi đó bên mình mới là test, rồi là khi đó mới quyết định là bán ra cho mọi người. Thì đối với cái mình sẽ đánh giá tổng quan về cái chất âm của cái dòng Baramax ZA450 này, thì cái chất âm của nó về so với cái tầm giá thì mình thấy rất là ổn. Cái tiếng mic nhé, nó có cái bộ reverb của nó, mình cảm nhận nó rất là mượt. Thì khi mà chúng ta nghe qua điện thoại như vậy thì mình đánh giá được rằng là chắc chắn nó sẽ bị suy hao một xíu, nhưng mà khi mà chúng ta có thời gian chúng ta ghé showroom bên mình, chúng ta trải nghiệm thì để chúng ta đánh giá, chúng ta nghe một cách thực tế, sau đó chúng ta sẽ đánh giá một cách khách quan hơn mọi người ha. Mình rất mong ở điều đó. Chúng ta chưa cần phải mua, chúng ta có thể là ghé qua bên mình để chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm một cách thực tế hơn. Đấy, cảm thấy ok, phù hợp với nhu cầu của chúng ta thì khi đó chúng ta mang về thôi. Thì hiện tại thì sản phẩm này mình đang có chương trình khuyến mại trong chương trình tuần lễ hàng Việt. Thì quý vị là chúng ta có tham khảo á, thì mình sẽ để mô tả dưới đường link, hoặc chúng ta có thể gọi tới số hotline của Thiên Vũ để được các bạn nhân viên bán hàng tư vấn một cách rõ nhất mọi người ha. Thì clip thì mình sẽ tạm dừng lại đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người ha.